Chào các bạn trở lại. Khải Toàn xin chia sẻ vài bước đơn giản gia tăng may mắn trong cuộc sống hàng ngày. Sinh thần bát tự của bạn không có tài khố, bạn kinh doanh kiểu gì, kinh doanh ra sao vẫn là lỗ, hoàn toàn không có lãi. Bạn cho rằng mình là người kém may mắn, nói theo dân gian gọi là số con rệp. Sinh thần bát tự của bạn không có tài khố, bạn giành giật hay tranh đoạt của ai đó bạn cũng không có. Nếu giành giật mà có được thì bát tự của bạn có sẵn một ít tài khố, nhưng vì tranh đoạt tổn giảm 8-9 phần. Từ bây giờ hãy làm việc tốt để có được may mắn. Có người biện luận, tôi làm gì cũng xui xẻo, tiền lại không có, sao có thể làm việc tốt. Chính vì suy nghĩ mình xui xẻo khiến bạn thêm xui xẻo. Nghĩ mình khổ thì cho phép cái khổ vô hình đó như một gánh nặng. Chính vì không có tiền thì càng phải tu pháp bố thí tài. Không có tài thì bố thí vô ý, có lòng yêu thương giúp đỡ mọi người, nói lời thiện lành, không sát sanh, kêu gọi mọi người cùng làm thiện nguyện. Tóm lại, những việc có lợi cho chúng sanh được gọi là bố thí. Làm việc tốt, bạn gia tăng vận may của chính mình. Không nhiều thì ít, tùy thuộc vào phước báo tiền kiếp của bạn. Nói cách khác, bạn muốn ăn quả nào, bạn phải gieo trồng hạt ấy. Có cây vài tháng có trái, có cây chờ vài năm có quả, dân gian gọi đó là nhân quả. Nhưng hãy nhớ, làm việc tốt không nên khoe khoang. Bạn làm một ít việc tốt mà lại khoe khoang sẽ tổn giảm phước báo. Bạn đã nghe qua câu thi ân bất cầu báo, làm điều tốt càng ít người biết càng tốt. Mỗi khi ai đó làm điều bất thiện, họ thường giấu kín, ôm giữ trong lòng điều không tốt, chẳng phải là nghiệp chồng nghiệp. Tại sao giữ thứ không tốt trong lòng? Ngược lại, nếu bạn làm điều thiện mà bạn lại khoe khoang, những việc tốt này nhanh chóng bốc hơi, thay vì giữ lại trong lòng mình. Nguy hiểm nhất, bạn làm việc tốt mà bạn khoe khoang dễ sinh đố kỵ. Có đố kỵ sẽ có chướng ngại, không vượt qua được chướng ngại sẽ khó tiếp tục làm việc tốt. Vì thế, làm việc tốt đừng nên khoe khoang. Cuối cùng, đừng quên mỗi ngày hành thiền 5-10 phút trước khi ngủ. Hành thiền là nhân, tâm an là quả. Mời các bạn đón xem video vào mỗi cuối tuần trên kênh Khải Toàn Thiền Định hoặc Khải Toàn Phong Thủy. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.